Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay anh em đồ bắt đầu là mới đi mua gạch nè. Về chiều nay mình đi đặt gạch chuột. Coi như thế nào với anh. Dạ. Rồi. Vậy là mình tiến hành mình đi ha. Sáng mình có thu hoạch lớn không? Rồi. mong là thu hoạch được khá là nhiều nha. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Sớm giờ dự định tính mưa là mình sẽ không đặt được gặp chuột, nhưng mà giờ thấy cũng ổn nè, có gió nè, mây trôi đi hết, cũng trong trời rồi. Giờ mình xách mấy cái gặp mình cũng mới mua nè, mình người ta cũng giao cho mình cái này là 7.000 một cái thì bao xét luôn nha. Gặp này á mình mua 50 cái, chắc tối nay mình thăm luôn chú Đinh ơi, chứ mà tối mình đâu có cái gì đâu để nấu cháo này kia, mình đi thăm qua mai có chuột thì mình nấu cháo ăn luôn. Dạ. Lớn nữa. Tối nay mình đi thăm chuột. Mình phải thăm chuột. Tối nay lớn tính sao hả? Mẹ cái nhà tối nay là thăm chuột, nấu cháo chuột. Chắc ăn chứ. Dạ. Chắc có lẽ là mình trong quá trình đi đặt thì mình sẽ không có quay lại được, cả nhà thông cảm. Thì giấc này cũng tối với lại trời gầm cũng hì hì đó, cả nhà cũng nghe đó. Không mình ra ruộng quay cũng không có tốt cho lắm, cả nhà thông cảm nha. Rồi giờ mình tranh thủ đi. Hẹn cả nhà tối nay rồi mình đi thăm nha. Chào cả nhà. Hôm qua cả nhà chiều tối rồi đâu có trời chứ mưa, còn không có quay được, rồi thành ra đi đặt, rồi giấc sáng này mới quay cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình đi thăm coi kết quả như thế nào đây. Qua cầu khỉ mà không có không biết có té cầu không đây nữa. Đó. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Giờ mình đi thăm mấy cái gặp chuột rồi. Hôm qua trời chuyển mưa với lại tối quá, mình chia nhau mình ra mình đặt á, mình không có quay là khúc đặt. Ngày sáng nay mình đi thăm chặt cả nhà ơi. Đừng con đóng gì tại sao vậy? Đóng con cũng nhâm con. Con không à? Con cái con đổ vô, đổ vô, đổ vô. Đó, cũng nhâm con kìa, bật ra cho nó xuất cái giò nó ra cho. Đi cũng nhâm. Đổ luôn hả? Ủa hai người cũng nhâm thôi. Đặt kế cái dương mít. Nếu có trái mít nào chín hay gì thế này sao thấy thơm thơm á, phải không? Yeah. Thơm thơm á. Mít dưới góc nhỏ quá nó vậy. Con mít này lãi rồi vô ngôi tết cho nó nhỏ rồi. Đến nè. Đây cái. Hồi vô cắn. Đặt rồi. Lặt. Một con nữa. Con coi con khoan cho cho. Hai con luôn con ơi. Ủa, cũng nhum nữa. Cũng nhum nữa. Hai vị không thấy gì nguyên một bài cũng nhum luôn mà. Ồ cái này ăn trước mềm dữ lắm à. Con mồ lợp cái hai con cái gì? Ê chạy ra mất lắm. Chụp đậu đi. Cũng nhum con luôn vậy ta. Chín giò. Ồ. Mấy cái? 4 cái, 3 con hả? Ồ, cắn cỏ ngoài đây dữ luôn nè trời. Cắn lúa nè, giống nó nè. Giống mới luôn á. Chuột gì nó mới mập. Hôm qua mình không có cầm cờ hả? Cắn bấy chưa? Nhà mình dính còn đó luôn dài chà bá nạnh luôn cầm không về luôn
Thì hồi tối mình không có làm cái clip đêm, do đêm trước rồi thức rồi, đêm hôm thức nữa là mệt. Nghiệp cha với chú Đinh rồi mệt quá cho nên tối là ngủ sớm luôn. Lụm cả nhà. Ô một con chuột cống công nhâm nữa. Ô tơ nữa. Hùng quá hùng. Phải hôm qua mình lấy còn sớm sớm đem ba số gặp bự ra đây vô mánh rồi đó chơi. Năm con mà hết bốn con chuột cống nhâm tơ rồi. đang hồi. Qua thì có anh Kiệt đi đặt nữa. Nhưng mà sáng nay anh phải về sớm là anh bán bún chứ. Đó sao đây cái nha, chạy mà. Hả? Cái này hôm năm rồi qua đặt chân mình hai. Này chà bá luôn cả nha. Hỏi cái phèo lại chạy ra. Chưa có mở được cái miệng này, thấy dính cái gì đây. Dính mớ. Bữa nay mình hỏi một cái là chuột là sẽ chạy ra liền. Mấy cái hang đây im im không mà bớ không chạy cũng ngủ. Mười một cái à. Qua dấu cắn rồi đây giữ luôn chú. Dính được một con nữa. Đúng. Chuột này chắc mềm lắm đây. Mềm lắm đó. Đây con nữa hả cha? Hai con mini. Dính chưa? Coi đó mấy chục rồi. Không. Con quải là mấy chục cái rồi. Nãy giờ của bác là có 10 cái đó. Không đếm đúng đủ 20 rồi, còn dư nữa là của tôi với. 10 nè mày hết cái rồi. 2 4 5 6. Còn 4 cái nữa đó. Thôi cắn lộn nhau kìa. Nó cũng nhâm hùng quá. Chuột mập dữ lắm luôn, mới đây xỉu con. Cũng nhâm này chuột mỡ gì. Thôi. Ồ cái đường này im hết sức luôn mà không dính anh chút. Ôi con cống nữa coi nha. Này cống dữ đó. Lên. Kha kha. Đứa con đã luôn. Chứ sao vô chuột bự được. Chuột bự phải cái lập bự kia của mình hết được. Hả? Nè. Đen xì. Con nó có cái bọng hả? Cái này bày làm gầm. Đóng có đèn nè. Ồ nó quậy gỗ hay chưa? Táp quậy. Đâu có ống bọng đâu? Dưới đấy hả? Hồi đúc. Táp không ha? Ừ đúng có cái bọng dưới cả nhà ơi. Đây. Bây giờ sọt cái bọng sọt qua. Đây có cái hang trên đây, hang tròn. Không, cho sọt cái bọng sọt qua ha. Thôi thà đó cha, cho nó nuôi con đi. Học nữa hả? Gặp mà sao nó đã đập xuống mà không có người ta bá đi. Rồi, nhìn là cống nhâm đó. Nhâm. Chảy à. Quá. Trâu ô cái hang kìa, cái đông kìa. Thứ gì chịu nói. Quá bự rồi, nó không vô đâu. Ờ,
cái đường này con thấy coi. Ồ cái đường này ghê. Nhưng đặt ngay như nó thấy chứ. Do cái lợp mình mới mua nó còn cái mùi kém mùi chì á, chuột chạy cũng yếu. Xem ra chứ nào đâu cái lợp đâu. Ủa cái đường này dữ vậy. Đây nè thôi một cống nữa. Cống nữa. Ôi, không lứa không luôn rồi. Hấp trọn nguyên bầy cống nhum luôn rồi. Ngược rồi chá, ngược chá. Ủa sao này không đổ ngược đâu. Hai cái. Hai cái, cầm đấy. Hai cái, hết cỏ. Đấy đó, bọc đi. Cầm dính hả? Đã hỏng rồi. Chưa, hỏng đó. Đường này đang lại dính cống nha, lứa nữa chưa kìa. Dính chưa? Đâu không thấy đây. Kìa trời. Dùm nữa hả vậy? Cống nữa, cống nhum nữa. Cống nữa cả nhà. Cống nhum nữa nè. Lứa nữa. Ôi cái này là xách cái dàn lập bự mình là có lý lắm à. Thổi cái phèo cho chạy xuống. Ba trái bên nữa hơn chút. Anh chúc con kia thăm ba cái. Rồi bên này còn nữa không? Đó, thẳng vô luôn ha anh hai. Cống không có con ba con cơm. Theo anh chút nó bẩn. Hôm nay mình ăn chuột cống. Cống lứa. Mấy bẩn đó hả anh? Mấy mương này mưa được rồi chắc cá gô đồ đi hết. Ra lúa đẻ. Ở đây có cây bưởi quá chắc lắm không hả? Vào này thấy không có dấu bẩn bẩn á. Dạ. Học đó hả? Ngon vậy là đi. Giờ mình đảo ngược về bên kia lại. Hai cái này im quá mà sao không dính. Ui. Qua mấy cái chồng cậu này nguy hiểm quá. Không nhum nữa. Vô rồi. Rồi. Nay là mồi. Nhum lứa. Cái cỏ vậy đó, nó không có quên dấu này. Ê! 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 Chụp, chụp, chụp. Chụp anh, chụp. Ê! Dữ quá dữ đâu. Hùng lắm, thấy nó chậm đi cho nó hùng. Có chạy ra không? Dính rồi. Rồi. Rồi, nó giật giật tưng tưng rồi kìa. Nó nò thở liệt luôn hả? Mập quá mập. Lấy cây chim lên cha. Có kìa. Để họ cống ra nữa. Quá tàn cái đường này đi. Dám đi chỗ qua bên kia lắm à. À cái đó lặn đi nè. Cái này chắc đi nguyên bầy luôn quá anh chú. Đi hết hồn cái đường rồi. Chỗ bờ bển luôn à. Đất này dịt lết bằng gan chứ. Mình còn vài cái nữa là xong. Cái chỗ mà mình ở đó, thì video trước mình có nói mà vụ mà bị ma nhát á thì có cả nhà ơi. Sáng nay thì mình mới hỏi ông chú ở gần đó thì chú nói ở gần đó lúc trước có cái cô đó cổ mang bầu mà cổ tự dặn treo cổ lên trên cái cây á. Nghe nói là cổ cũng
không có khóa gì ai chưa. Chỉ giỡn chứ giỡn vậy thôi. Nghe nói linh lắm, cũng có rất là nhiều người lại đó để xin số, cũng chúng cũng có người chúng người không. Ủa ở đây không có hả anh hai? Vậy là thế còn đâu hai cái nữa. Đêm trước mình sơ ý, lúc mình lỡ mình ngủ mình không có giá. Rồi đêm hôm thì cũng có làm cái nồi cháo, mình không có quay lại. Cũng có cúng có giá cho nên ngủ đêm hôm thì cũng không có gì hết. Do mình cúng rồi. Còn mấy cái nữa hết đó nhỉ? Còn cái nữa mới hết. Mới đủ. Cống dâm hả cơm anh? Dạy. Dạy. Quá, sáng bữa nay mình thắt là lý do là cái lợp mình nhỏ quá, mình đặt mấy gần 20 cống. Ủi lặt chân. Khoan qua xách theo cái sâu gặp bự là ngon rồi. Bự rồi, cái đằng ở chỗ cái 20 cống dính. Ừ. Ủa đó dấu ếch lên xuống đó phải không anh chú? Bấy chân này. Sao mình dỡ về được con cống nhìn. Ê. Cắn ra. Wow, cắm không. Ba con cơm. Mềm dữ. Tơ. À, vô cả nhà ơi, bữa nay mình mắc hết hai cái bẫy nè. Thì giờ anh Kiệt cũng xuống rồi. Giờ mình tiến hành mình mần chuột tăng mình làm món ăn thôi. Chắc ba cái mình cũng hồi tối thì mình gỡ cái vỏ dưới kia, giờ cũng chạy lên đây đang xách đồ dụng cụ rồi mình chuyển xuống, rồi chút nữa mình ăn cơm xong là dọn luôn cái trại. Đem xuống dưới vỏ mình chạy về. Bữa nay là rút quân về bài bài đó cả nhà ơi. Lắm giờ mình cắm trại ở đây cũng 2 ngày rồi. Bữa nay là tới ngày rút quân rồi. Giấc này do ngoài trại nắng lắm. Cho nên mình chắc chút xíu nữa mình là lên trên cái bờ này để mình nấu ăn thôi. Cha đang dọn dẹp ngoài kia coi lấy gỗ thao rồi với rửa chén nè. Ra cái mình tải nướng cả nha. Con chuột con nhỏ mình xào nó mềm ngon. Muốn đi sang thay quá. Mình cũng ăn xong rồi đó. Ăn chút đi. Ăn chút mà ông muốn dựng lấy ba củi này nè. Củi này dư cây rồi, khỏi nhím. Chưa nắng mình lên trên đây đây làm mát mẻ nó thoải mái hơn dưới cái chỗ. Khỏi nhím bên đó đi. Yeah. Lấy ba củi bự. Là cơm mình cũng chín rồi nè. Đũa sáu đũa cơm cái luôn đó. Thì bữa nay mình sẽ làm cái món chuột là chuột mình sẽ kho tương hộp với nước dừa tư. Còn mới thì mình sẽ nướng 6 con ha. 6 con 2 gấp. 2 gấp. Là cũng như cũ ngựng con nữa. Không có chuột gấp cơm nha, chuột nướng. Cũng mở hết sức mở cả nhà ơi. Ôi, chảo nóng rồi, vô, xả tỏi. Lửa, đủ lửa luôn. Đúng rồi, bữa nay ở vậy nắng quá nắng ha, nên mình phải dời lên cái bóng cây, chứ còn ở dưới đó là chụp không nổi luôn. Dưới đó sao, đứng làm lát chắc khùng quá. Con ngồi đó. Ôi, vô. Rửa luôn, lạnh cái chất của mình. Quốc nguyên bày cống nhâm.
hình như có được hai con hay ba con chuột cơm vậy, như con nhum tơ không, mấy con nhum đó mà tới xả lúa xuống chắc nó ăn dữ lắm luôn chú Đinh. Mình đặt rồi dính vậy là còn nhiều lắm á. Chuột săn rồi bắt đầu mình cho tương vào. Hấp dẫn quá chú. Mấy cái dừa này ra đổ vô cái chảo chuột. Dừa này cũng hơi già ha anh kia. Dừa cứng cại quá. Rồi cứng cại luôn rồi. Cứng cại. Vì nước nó mới ngọt á. Ừ. Hai trái dư nước không chú Đinh? Hai trái dư không? Dừa bự lắm đó. Vậy kệ, còn trái còn lại mình chặt uống luôn đi. Uống luôn nào. Chúng ta đem về. Dính. Dính đâu không? Cậu. Cái dừa đó ông làm cái dừa. Giờ thì chuột với tương hợp cũng hòa quyện vào với nhau và cũng thấm hết trơn. Giờ mình cho nước dừa vô. Trái được hả chú? Trái được. Thấm luôn nha. Rồi. Thấm luôn. Trái nó bự lắm á. Cái thằng đá lại ra không? Quá nhiều nước rồi. Ồ, trái một nước dữ luôn à. Mua đi đặng uống còn. Còn nước thì đặng gấp luôn. Mỗi con nít. Tuột kể lên vậy, lên gấp luôn cả nhà luôn. Lên vậy hả? Cái tay nó hơi rung rung. Tay đi. Không. Dĩ mình là một cây gấp ba con hả? Ba con. Mình ốp xả tế á, với xả mình băm ra. Năm ơi. Chứ mình không có ốp gì nữa trơn, mình giống như mình nướng tư vậy. À, để cha buộc lại. Bữa nay cha bật cái áo màu đỏ nổi quá. Đổi nó màu đỏ luôn. Mang đôi dép cái màu đỏ luôn, màu đỏ luôn. Quá ngon rồi nha. Chờ cho sắc xuống chút nữa hả chú? Cho nước nó nhiều. Cho sắc nước chút. Ăn rồi để củ hành vô rồi. Đầu trộn cho củ hành nó chín cái là xong. Chín cái là làm gì xong? Chín cái là lên dĩa. Lên dĩa. Chín cái là ăn liền. Rồi. Rồi. Thì cả nhà cũng thông cảm cho chú Đinh, thì chú cũng mới vô làm á, thì đôi khi cũng chưa có bắt nhịp với cái nhiều mình quay như thế nào á, chứ chú còn ngại á. Đây là hai gấp chuột. Chuột mình nướng tư. Nướng tư. Ồ, cái con này sao hai cục mỡ rồi vậy, hai quá mỡ rồi. Ừ. Không có nóng. Chuột mình để lên nướng nhưng mà vàng chưa. Ồ. Tàn ơi mỡ mà nó sôi kìa. Cái dĩ bên đây chưa vàng hung nè chú. Ấp nó lại đi, để chút xíu cho nó vàng. Mình đây quá ngon. Kia lại chút. Tới giờ cơm rồi cả nhà ơi. Quánh cạn. Thôi quánh cạn ra tôi không. Bây giờ thành rồi, giờ tốt rồi. Tới giờ mình múc chuột ra. Nãy giờ mình cũng bớt lửa tại mình chờ mấy con chuột nướng cho nó chín á. Thấy cũng nó xuống rồi tay. Để trên bếp gì cho nó nóng. Nóng. Cắt vô luôn đi quay. Nghe quay. Nghe quay. Nóng. Không có quay tay mình lấy cái vừa chuột cái dĩa luôn. Qua vàng cả nhà. Ôi, nó thơm. Thì kiểu muốn hết nổi cái gấp chuột đó rồi đó kìa. Cái tô đó mình làm cho sắc nước gì đó mình chấm chút, kẹo. Chấm rau nhút với rau muống kẹo mới ngon.
cả nhà ơi, thì hồi sáng đó cha con với anh Ninh với mấy cháu đi thăm được là trúng bày hên nha, trúng bày trúng cống nhum mà cống nhum lứa luôn đó. Mình làm một món là kho tương đó, hộp rồi một món này là chuột nướng lèo với mình chấm rau nhúc nè, rau muống nè, rồi lá lốt nữa. Chỉ là mình mời cả nhà cùng dùng, mời các anh em cùng dùng thôi. Chứ tới cả đây cùng dùng á thì mình cũng giá đất đai, mấy ông siêu màu lật mã rồi mấy ông cũng về chung vui đó với tụi cháu. Thôi tao gốc làng quê săn bắt trúng mánh đi tới đâu là trúng tới đó. Rồi mời cả nhà dùng cơm. Vấn này đói quá, có chuột rồi cũng đói rồi. Hình như mình đói thiệt luôn chứ không phải đói mát đâu. Đẩy một đôi đũa ra chỗ chén đó luôn đi anh. Mình cúng mà. Cúng rồi. Thì bữa nay chắc cũng là cái bữa cơm là kết thúc cái chuyến trải nghiệm 48 giờ. Đêm hôm đáng lẽ phải có một cái video nữa, nhưng mà đêm trước mình bị, nói chung là bị người phước mặt phước mài phá, rồi ngủ không có được luôn. Thành ra cái đêm hôm cái mình thức không có nổi nữa, mệt mỏi luôn. Rồi không có đi săn đêm, không có làm cái clip đêm được, cả nhà cũng thông cảm. Đêm hôm là chật không á. Vậy mà hôm vậy mà thấy vậy không có con. Không có quậy đùng đùng. Không có quậy luôn. Mình ăn mình giái gan đó chú Năm. Thì cái chòi, cái lều của mình ở đó đó. Ở phía trước là có cái ao phía trước này có nguyên cái đám như là bèo á, bèo cám á, mà cá mà ngớp y gan là người ta mình trên bờ phóng xuống vậy. Đùng đùng vậy đó. Tính ra con cá chứ tự bóp đùi vậy đó. Sách cha cũng tức quá, sách bắt nhái, sách câu cấm nhưng mà cấm dính được con ếch. Sớm có ông chú Bảy ông ghé lại hôm nay. Mình cỡ vô đó ông ăn bụi tre này nè. Có cái người đường bà hồi đó chết vậy đó chú Năm. Đâu ăn đó đó. Có bầu nữa mà cô tự dặn á. Mà con biết không, nói đàn bà thì tội nghiệp cho chỉ là sự thật là con gái hai người thương nhau, nhưng mà có thực tế là hình như là cha mẹ không đồng ý làm sao đó mới thành ra mới tự dẫn chết, chứ không phải là đứng không mà chết. Cũng dù gì tình yêu mà tới cái chuyện chết chóc luôn. Không ngon sao đâu. Để chấm mà nhờ ba cái rau này ha, chấm cái nó non cái đột quá ngon cả nhà. Chuột nó mềm nó ngon. Già cũng như hay quay vậy chắc. Chấm mắm trong luôn. Thì bữa nay mình dùng cơm không có dùng xị nào cả nhà, do chút xíu đó mình còn phải cuốn cái chạy, dở cái chạy rồi đem xuống giỏ xong rồi mình phải chạy. Thì mình đi trải nghiệm thì ở nơi đó có gì thì mình bắt cái đó thôi, chứ giờ muốn cái khác thì cũng không có nữa. Cả nhà cũng thông cảm. Cái này nó trôi ra trời, trôi vô rồi trời. Đây có thì bởi vậy hiếm. Còn mình trôi ra lại kìa. Chút nó dày lên là mình dày khó dày nữa. Cái chuyến trải nghiệm này chỉ là có cái văn câu là mấy chú cháu mình ăn kho quẹt. Như mòi quá mòi cả nhà. Không, lâu lâu ăn gì mà ngon. Sẽ hẹn lại một ngày nào đó sẽ quay lại đây, nhưng mà mình sẽ dân câu, nhưng mà dân câu mồi trùng chứ không có dân câu cá cha. Mình dân câu cá chê với cá cô đồng, tại vì cá cô đồng thấy nhiều quá. Mồi trùng là lụm. Với cá chê thắt lát mà mình dân lưới dính đó, chú. Dân là lụm. Móc con mồi quá bự, không dám ăn. Thấy mấy chị chuối con nằm sắc nó sợ. lưới dân thì dính rồi mà câu ít dính. Ừ. Bạn làm hành nữa rồi. Đây có mấy anh kỳ. Thấy không? Anh nhát. Lạ. Chắc hết nồi cơm nữa không cha? Cơm luôn. Tốt rồi con ơi. Ồ, con nhúc mà chấm đó chắc. Ngon lắm anh kìa. Còn gì mà để nói nữa giờ. Còn gì mà. Cầm lầm mâm cả nhà. Chuột nướng như quay vậy rồi, ăn khe vậy. Chuột này nướng tính ra nó ngon sao đâu. Ớt này rồi chết gì, không nói ớt mấy triệu. Mấy triệu ký, không mua không? Không biết kêu bằng tên ớt gì luôn, không biết nữa. Ớt Peru anh, ớt em Peru. Có đọc trong bình luận á, có một số bình luận của mấy anh mấy chị mấy cô từ xa đó. Nói là ớt này của tên là gọi là Peru.
mình thấy tròn tròn nó giống hệt cái hột tiêu thì mình kêu ớt tiêu đi. Ông ấy thì cũng cay lắm á. Nó cay mà nó thơm á, nó thơm, cái mùi nó thơm, thơm rất là ngon. Đúng là cái món chuột kho tương này chấm với rau này là ngay lặn luôn. Trúng tầm, rau đông mà. Trúng cái bài hả anh kia? Ngon. Nó ngon ngon dễ à? Cái đùi. Nói vậy chứ mình có đồ ngon thì mình cũng đem từ dừa dưới mình lên đây phải không? Mình nấu cho nó ngon, để hơi nấu mà nước lạnh nó cũng không ngon là nó thiệt nó uổng. Chơi còn thấy chuột này làm cũng đủ món hết trơn á chú Năm. Xào cho ớt cũng được. Xào rau găm rồi nướng hấp gì cũng được chứ. Chuột này làm nhiều món, nấu canh chua, canh cơm mẻ đồ đủ chứ. Hấp nữa. Chuột này nhỏ dễ ăn là thích được bự này. Chuột bự là mình phải làm để da, mình khè, khè da. Nãy tôi nấu hết rồi còn cản cản. Quá ngon rồi. Có chừa trong tủ kênh không đó. Sớm mà giờ mình dùng cơm cũng xong rồi, mình ra mình dọn cái chạy của mình. Nấu cây mình gom lại đóng cây gom lại luôn. Cầm xuống thì sợ không chắc, cầm gọi nhổ lên thì nó đuối. Rút cây luôn à? Rút cây luôn. Dở 1 phút 30 giây hả? Chừng rớt xuống đó nay rồi. Rớt xuống trúng cái mặt đó. Dính đó kìa. Mà đứng gió luôn. Mình dở cái này còn lâu đó anh ơi. Cầm mũi lửa cháy chết. Cái khó khăn mà cuối cùng là mình phải chạy chiếc giỏ mà vượt qua một cái đoạn đường mà đầy lục bình như thế này. Đi trải nghiệm là phải vượt qua thử thách. Qua được mấy cái ải này rồi mới được thành công. À, 9981 ải hả? Ải này là ải 81 hả? Dạ thì mình rửa cái mấy cái chảo với mấy cái chén ải đó mình ăn cơm đó. Cũng xong rồi. Đây cái gọng cá của mình nè. Cá này thì đêm hôm có dân lưới nè. Để mình nấu cháo ăn đó. Cũng còn dư con nè, dư con cá chim này đâu được ký lô. Chim bự lắm. Ký. Nhưng mấy con cá linh nữa kìa. Ô có cá cô biển đó cha. Cá cô biển bự quá nè.
Bây giờ chắc mình cũng xin phép kết thúc video đây, hẹn cả nhà video sau nha. Giờ cũng khá dài, với lại tranh thủ phụ rửa tiếp, như mình chắc đồ xuống cho gọn gàng, mình chạy giỏi vậy. Rồi mình chào cả nhà luôn chơi. Chào cả nhà.